Nữ gymer Hà Nội dính chấn thương nghiêm trọng, tố phòng gym có thái độ thách thức và vô trách nhiệm. Mới đây, nữ gymer tên NTTH đã có một bài đăng khá dài gần 1.700 từ trên Facebook cá nhân, tố một cơ sở tập gym tại Hà Nội thiếu trách nhiệm, tố PT không tập trung vào công việc. Đồng thời, tố đại diện công ty quản lý chuỗi phòng này đã có thái độ thách thức, chê ý, trốn tránh trách nhiệm xử lý vấn đề. Đến nay, chi phí chữa trị chấn thương của chị đã lên đến hơn 40 triệu đồng, chưa kể tiền chữa răng, thẩm mỹ sẹo và tập vật lý trị liệu. Nhưng phía phòng tập gym chỉ đề nghị sẽ bồi thường chị 20 triệu, cùng 2 năm tập gym miễn phí. Nhân viên không trợ giúp khi khách hàng bị thương. Chị H chia sẻ, chị đã mua 2 gói tập 48 buổi với giá 20 triệu đồng tại một phòng tập với lời quảng cáo. Đây là hệ thống phòng tập chuyên huấn luyện viên cá nhân 1-1. Ngày 9 tháng 11 năm 2020, trong quá trình tập với PT, chị H bị ngã dẫn đến bị thương nghiêm trọng trên mặt. Mang tiếng gọi là tập PT 1-1 mà huấn luyện viên lại để khách gặp tai nạn, bị đa chấn thương từ miệng, khâu hơn 10 mũi cả trong và ngoài miệng, mặt trật khớp hàm, miệng không há được và khó nói, không uống nước được nếu không có ống hút, trật đốt cổ nhưng đau nhất là giãn dây chằng và lung lay tổng 12 răng, chị H bức xúc viết. Điều đáng nói là sau khi chị H bị thương, nhân viên tại phòng gym không hề sơ cứu cho khách hàng. Chị H phải nhờ một người cũng tập tại đó sơ cứu, rồi đợi chồng đến đưa đi bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Thậm chí phòng gym cũng không phân công người đi cùng khách đến viện. Sau đó, PT và quản lý phòng gym ngỏ ý đến thăm hỏi chị H và đền bù một phần chi phí điều trị. Nhưng do chị H vẫn chưa điều trị xong, nên đến ngày 2 tháng 12, khi vết thương ổn, chị H mới có thể làm việc với phòng tập. Phòng gym nhiều lần trì hoãn, không phản hồi khiếu nại của khách. Do vết thương của chị H nặng hơn so với tưởng tượng, nên phía phòng gym đề nghị chị trả lời chi tiết hơn. Chị H cũng rất hợp tác, viết mail lịch sự, hơn nữa còn không nói rõ yêu cầu bồi thường vì muốn để phía phòng gym chủ động lên phương án giải quyết. Nào ngờ, đáp lại nữ khách hàng lại là sự im lặng suốt 2 tuần. Chị H phải liên lạc lại nhiều lần mới nhận được câu trả lời là đợi thêm 1 tuần vì công ty chưa có quyết định. Dù cảm thấy khá khó chịu nhưng chị vẫn nhẫn nhịn đợi thêm. Tuy nhiên, thời hạn đã đến nhưng công ty một lần nữa lại không có hồi âm. Đến ngày 28 tháng 12, chị liên lạc với trưởng phòng đào tạo thì biết được người này không hề nắm được thông tin sự việc. Vậy suốt 3 tuần trước đó, ban quản lý trung tâm trì hoãn không trả lời em vì cần họp với ban giám đốc hóa ra là nói dối. Hay công ty đã biết về tai nạn này nhưng cố tình lờ đi. Em vô cùng thất vọng và gửi tối hậu thư tới ban giám đốc công ty kèm giải pháp bồi thường mà em mong muốn, chị H chia sẻ trên trang cá nhân. Chiều 29 tháng 12, chị H cuối cùng cũng nhận được phản hồi nhưng là đề nghị gặp mặt nữ khách hàng. Tuy nhiên, chị H đang vào đợt điều trị cổ lần 2 nên chị đã mời công ty đến nhà làm việc vào tối ngày 6 tháng 1. 20 giờ 10 phút ngày 6 tháng 1 năm 2021, đại diện gồm 4 người bên đó đã tới gặp em và gia đình có ghi âm. Nhưng các bạn xin lỗi thì ít mà đổ lỗi phòng quanh thì nhiều. Các bạn đổ tại phải đi công tác, tại bàn tổng quản lý, không biết là ai tự dưng được nhắc tên, không chuyển thông tin nên chỉ nhận lỗi duy nhất là phản hồi chậm. Còn tai nạn thì một phần lỗi là của PT, còn lại là do em. Từ đầu tới cuối, gia đình em rất chừng mực lịch sự. Dù nhiều lần em L có những lời nói không có tính chia sẻ như mình là người lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu chị. Em thấy chấn thương của chị cũng không nghiêm trọng. Khi nói về việc em bị ngã lúc tập, chị H kể. Không tìm được tiếng nói chung, phòng gym thách thức khách hàng đưa sự việc ra pháp luật. Về phương án xử lý, phía phòng gym đề nghị sẽ tặng chị H 2 năm tập miễn phí và đền bù 20 triệu. Nhưng theo chị H, gói tập này với chị là vô nghĩa bởi chị khó có thể trở lại việc tập luyện, vì thế chị đã từ chối. Điều bất ngờ là khi thấy gia đình chị không đồng ý, phía phòng gym liền đáp. Anh chị từ chối phương án của bên em thì bên em cũng từ chối phương án của anh chị. Lần sau muốn gặp nhau ở đâu, có bên nào tham gia cũng được hết. Sự việc vẫn chưa dừng lại khi đến ngày 7 tháng 1, một người tên L thay mặt công ty gửi email phản hồi khiếu nại của chị H. Tuy nhiên, khi chị H nói sẽ gửi thêm một số thông tin, tài liệu chữa trị để có căn cứ cho công ty đưa ra bồi thường, thì L liền từ chối làm việc và cho rằng tai nạn chị H gặp không liên quan đến công ty. Việc chị ngã ở phòng tập bên em mà không có yếu tố nào tác động lên cơ thể chị và độ tuổi của chị nằm trong quy định của người được phép sử dụng máy. Chị H nhắc lại lời L và nói thêm rằng người này còn thách thức chị đưa sự việc ra pháp luật. Chị H cũng khẳng định khi xảy ra sự việc chị hoàn toàn tập theo lời hướng dẫn của PT. Em chỉ bắt đầu vào bài sau khi PT hô bắt đầu, nghĩa là bạn ấy cũng đã phải thấy em đã vào tư thế sẵn sàng rồi hay chưa thì mới cho em bắt đầu vào bài. Nhưng lúc ấy em không hiểu vì sao bạn ấy hô em vào bài. Em làm theo và lao dập mặt xuống đất. Lúc đó bạn PT còn đang nói chuyện với một người khác nữa. Vì vậy em có cơ sở để cho rằng bạn PT này hôm đó không tập trung vào công việc và thiếu trách nhiệm với khách hàng. Bạn L nói như thế kia thì chúng ta cần gì phải thuê PT tập phải không ạ?
Cuối cùng, chị H chán nản cho biết, điều khiến chị khó chịu nhất là phía phòng tập gym vẫn không có một lời xin lỗi, dù rằng ngay từ đầu chị rất lịch sự và không đòi hỏi gì. Hiện tại câu chuyện vẫn đang được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong khi đó, phía phòng gym vẫn chưa lên tiếng chính thức để mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Hy vọng những ồn ào này sẽ sớm được khép lại sau khi hai bên tìm được tiếng nói chung. Đồng thời, qua câu chuyện của nữ gymer, mọi người cũng sẽ chú ý hơn trong quá trình luyện tập, tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc.